Hello nha anh em. Ngày mới phép chúc cho anh em mình tràn đầy năng lượng nha. Sau đây phép sẽ cập nhật xe tại tiệm. Anh em quan tâm xe nào liên hệ bên em để ủng hộ nha anh em ơi. Quan tâm xe nào đó thì anh em kết nối Zalo với nhân viên bên em để mình lấy thêm cái thông tin chính xác xe rồi mình chốt đơn luôn nha anh em ha. Về hình thức giao dịch thì anh em có thể chuyển khoản rồi đây mình gửi xe nha nè, ship xe toàn quốc. Địa chỉ cửa hàng là ấp Thuận Tiến nha anh em ơi, xã Bình Sơn, huyện Đất, tỉnh Kiên Giang ha. Cả nhà có thể lên Google hoặc là Google Map á, cả nhà search cửa hàng xe máy cánh thép ha, nó sẽ thể hiện đầy đủ thông tin ở trên đó này. Về xe cổ đây thì chất lượng thì anh em cứ đảm bảo yên tâm. Nói chung xe cũ thì thị trường xô bồ rất là nhiều ha, nhưng mà vô đây đậu thì mình cũng đã tuyển chọn rất kỹ càng rồi. Cả nhà mua về chỉ đổ xăng để thôi, cho nên hãy yên tâm. Quay luôn 125 ha, mâm dầm mâm đồng với chiếc trắng. Neo anh em ha, neo anh pha lốp trắng, anh pha lốp đen, con đỏ 202 lốp đen, con này 203 lốp đen, con này lốp trắng chữ công, con này dòng neo anh em ha, con này kim đùm hai mấy triệu, 209 đùm 3x, cặp này thì FI 209, còn cặp này thì FI 207 208 này, full led 29 triệu, còn rất là mới luôn, full led mới chắc. Subaru cúp 90, SUV, TFX tem xin cá, xích bè rim lục, quay 110, quay 110, quay 110 thì đảm bảo chất lượng luôn nha anh em. Các thấy anh em đồng nghiệp á, ốc mấy chiếc cọc cọc 7x chứ không bằng mấy chiếc 60 con 6 ngoài của phép ha, không lại mấy chiếc 6x của phép đâu, ở 99 á, cực chất luôn anh em. Anh em lên rồi em test chạy thử tuy nhiên mấy cái dòng này anh em mua anh em đừng có ham mới anh em, tại vì anh em biết cái thời gian nó rất là lâu rồi, anh em mà đòi mới là không ổn đâu nha anh em, nó phải có gì đó xuống cho 5 tháng chứ sao mới được, sao đẹp như xe cái kiểu mà trong hãng dắt ra được anh em. Mới thì anh em chỉ có đi xe dọn thôi, mà xe dọn thì giá lại rẻ hơn nữa. Rồi tiếp tục ở đằng coi như nè, ở đây thì nó chỉ vậy thôi, chỉ qua điểm qua xe thôi cho nó clip nó đảm bảo chứ. Rồi ai cần xe nào thì liên hệ ha. Royan nè, Jupiter mắc cú nè, quay chậm thái xe này zin nha, zin hết á. Cái kia dưới kia là Subaru đâu ha. Rồi tiếp tục ở lần kho 2 nha anh chị em ơi. GS Quét 3 cam, quay RS Z, khu chờ Sirius ha. Anh em cần như nào thì cứ lấy thông tin bằng cách liên hệ và qua số điện thoại Zalo nha. Bên em sẽ gửi cái thông tin chi tiết cho nè. Đẹp có 17 triệu à. Máy rim luôn. Đăng ký ẹt một càng nha, 48 năm. Một xe đá chất đó. Anh em quan tâm anh em liên hệ với trường á. Trường sẽ gửi thông tin đầy đủ chi tiết hết.
số điện thoại sang trường đây nha nè, còn giấy tờ này kia, hồ sơ cửa hàng em liên hệ với Khánh nè, bà xã em á ha, bà xã là phụ trách toàn bộ giấy tờ cho anh em, tại vì cửa hàng cũng nhiều xe đó nè, buôn bán này cũng tấp nập, thành thử ra chia ra từng bộ phận anh em ha, chứ một mình không ai làm nổi đâu, tại vì bán anh em xa cũng nhiều, về mặt giấy tờ này kia đồ sổ sách đồ bà xã phép lưu hết, lưu trên phần mềm hết cho anh em, bởi anh em ca cái nào liên quan đến giấy tờ đó anh em liên hệ anh em điện thoại anh em nói cái xe nào đó tên gì đó, là bà xã phép nắm. Như tờ về là 9,8 triệu, rồi ớt ha, cái quầy ớt rất đẹp luôn, ớt Việt Nam, ớt Việt Nam mình đi không mua được ớt Thái đâu nha anh em, này 21 triệu, máy điên vỏ đầu còn này, rim lùng spare. Mày là hay thầy ha. Da ớt hải quan chính ngạch. Thằng này Sakia, thằng này có 28 triệu. Này đi bô sàn lửa ha. Anh em về khỏi đi anh em ha. Nó sẵn vậy rồi. Còn rất mới luôn. AB. Rồi, lẹ vậy thôi. Nói chung là chủ yếu điểm mua xe thôi anh em ơi. Anh em quan tâm xe nào thì dạ anh em à. Alo để ủng hộ phép nha anh em. Chúc anh em có thật nhiều may mắn và thành công cuộc sống nha. Xin cảm ơn.